Ủa chị, hôm nay mình ăn món gì mà bào bắp chuối vậy chị? À, Chuối hôm cây nay nữa. mình sẽ ăn mắm kho em. Mình bào bắp chuối và chuối cây để trộn rau sống ăn mắm kho đó em. Cái này là chuối cây này là chuối gì cũng được hay sao chị? À, chuối gì cũng được nhưng mà hôm nay chị chặt cây chuối này là cây chuối hộp. Nó sẽ mềm hơn là chuối xứ. À. Đó, mình giờ mình bào rồi mình vớt qua đây cho nó Em nghe trắng. nói người ta nói là hả, bào bắp chuối hay là bào cái chuối cây nè là dễ bị đen lắm luôn, nhiều người ta để đen á chị, thì mình có bí quyết nào để cho nó trắng không chị? À, chị á hả, chị bào xong rồi cái thau để một thau nước nữa cái bên, cái chị bào nhiều cái chị vớt qua cái thau bên kia cho nó trắng, chứ em bào mà em để trong cái thau này em không vớt ra nó sẽ bị đen. Mình có ngâm chanh hay ngâm giấm gì trong đây không chị? Không cưng, mình không có ngâm gì hết á, mình bào cứ nước thau, mình để hai thau nước, mình bào bên đây rồi mình vớt qua bên thau bên kia rồi á, mình rửa lại ba bốn nước nữa là nó sẽ trắng. Nó khi mà mình vớt ra hoài mình để nó cũng không có bị đen nữa. Còn mà em mà để chanh để giấm gì vô hả, bào xong rồi em vớt ra nó sẽ bị đen á. Này em bào em vớt em để tới chiều em cũng không có đen nữa. Ủa này là mình bào là hết cái bắp chuối luôn rồi mình mới vớt qua bên kia hay là thế nào chị? Không em, mình bào được, mình thấy nó hơi trong thau mình hơi nhiều nhiều một xíu là mình vớt qua bên kia, thau qua bên kia sẵn đi, chứ mình đừng để bào hết cái bắp nó sẽ bị đen nó không ngon. Tại vì cái đen, em nghĩ cái đen là do cái mủ nó ra đúng không? Thì nếu mà nó nhiều quá thì cái mủ nó ra nhiều cho nên là mình vớt mình đổi nước khác đúng không chị? Mình không cần đổi nước khác cũng được nữa, mình chỉ bào nhiều vậy nè đó, vậy là cái mình hớt đó mình vớt đi, mình vớt mình thải qua đây đi rồi mình bào tiếp. À, khỏi cần đổi nước khác Đổi luôn, lát xong rồi đổi một rồi, lần đúng đúng không? đúng rồi đó, em thấy không nè, nè đó em thấy không, cái trắng nõn nè thấy không. Mà cái bắp chuối này nè em đừng có lọt bỏ ra cái bẹ vàng này nha, cái bẹ đỏ này nè em đừng có bỏ, để cái bẹ đỏ này nó mới ngon nó mới ngọt, chứ em mà lọt hết cái bẹ đỏ này em lấy cái bẹ trắng nó không có ngon. À, em thường thường em thấy người ta là bỏ bên ngoài nhiều lắm, còn trắng trắng người ta nói bên trong nó non gì đó mà chị. Non nó trắng nhưng mà nó không có ngọt, chứ em đừng có nghĩ là nói bừ bắp chuối mình lọt bỏ hết cái bẹ này lấy cái bẹ trắng ở trong không á, là nó ngọt, không có đâu, nó không có ngon, nó không có ngọt gì á. Còn cái bẹ này nè nó mới ngọt nè, cho nên á em đừng có bỏ cái bẹ này uổng lắm, Là mình để chỉ cái bẹ này bỏ nó là mới một ngon. hai bẻ ở bên ngoài thôi. Ừ đó, thấy không nè, em thấy nó trắng không, không cần để gì hết, không cần để chanh để giấm gì hết trơn á. Đó đó mình thấy không nè, trắng thấy không đó, thấy không trắng nõn nè thấy Mà sao không. em thấy một số người người ta chỉ để chanh để giấm gì đó nó cũng trắng mà chị? Trắng nhưng mà em vớt nó ra nó sẽ bị đen. Là lúc mình để nó trắng nhưng mà vớt để Đúng. ra ngoài. Em vớt rồi em để ra ngoài á một chút á, là nó sẽ bị đen lại. Với lại á, cái này á hả, em làm như vậy nè, em để em vớt ra em để tới chiều luôn á, nó trắng nõn nè, không có một miếng nào mà vàng hết trơn á. Chứ đừng có để thuốc tẩy, thuốc chanh, giấm gì hết trơn á. Như vậy là được rồi. Cái này mình để qua ngày ăn được không chị? Được, nó vẫn trắng như vậy Thì luôn, mình không sẽ có bảo gì quản hết. ở đâu chị ha? Chị để tủ lạnh cũng được, mà không để tủ lạnh nó vẫn nguyên vậy trắng, Không để tủ lạnh không để hư ngoài luôn, vẫn trắng luôn đúng không không? hư luôn, không gì À, hết. hay quá Đó ha. Là là chỉ cái cần này là là bào qua thau nước này, bỏ qua thau nước khác thôi, không có cần bỏ cái bất cứ cái gì vô trong đây hết. không, em đừng để chanh để giấm gì hết, để chanh để giấm nó sẽ bị à, thấy không nó trắng nõn thấy không đó, thấy không nè, nó trắng rồi. Mời chị mới có hai nước nữa, Mới thì có qua hai đây mới có hai nước thôi đó. nữa. Rồi nó sẽ còn cái này nè, đây là mình lọt này ra. Đây, mình lọt này. Nếu mình bào luôn cái trái của nó vô nó sẽ nè, nè, cái trái này không ngon, em lọt em bỏ về đi. Em lọt em bỏ em lấy cái này không. À, vậy nè, em sắp lại. Đây, sắp vào đây. Rồi vậy em bập cặp lại. Ha, bào. Chuối rất là ngon, chứ mình để vậy cái trái nó bào nó sẽ không ngon.
sao? Sau khi mình rửa được 4 nước nè các bạn. Đó, đẹp không? Trắng nõn luôn nè. Để vậy tới chiều tới mai nó vẫn như vậy luôn, không có đen một miếng nào hết, không đổi màu gì hết. Là mình để không ở ngoài hay là mình có bỏ bịch cọp lọ gì không chị? Không, em để về em ăn, ví dụ mình sơ mơ mình ăn không hết á, mình để tới chiều cũng không sao. Mình lỡ qua tới ngày hôm sau mình ăn cũng còn luôn, cũng không sao luôn. Còn nếu mà để lâu thì mình bỏ tủ lạnh thì vẫn được, nó vẫn em trắng ăn mấy ngày luôn cũng không hư mà không đen luôn. Đó, vậy đó. Rồi, mình